Chào các cô chú mấy anh chị, hôm nay mình quay cái clip 3 cây 200. Rồi mình quay 6 lô nha. Mình không bao tiền cước nha. Rồi bắt đầu từ lô số 1 đây. Đây cây số 1 là cây én. Đây cây én nó bị đứt cái củ con cái chứ không có gì hết nha. Này cái củ bị đứt. Đây cây số 1 là cây én nụ luôn. Rồi cây số 2 là Minh Hồng Ngọc. Đây hàng ngọc cái củ quái nha. Rồi 3 cây 200. Cây số 3 là Minh Hoàng và Tím, hai giống, cây này ghép hai giống nha. Cái củ khoảng 40, 30 mấy 40, 30 mấy 40, cái củ đều gan gì đó. Củ hai giống này cỡ 40. Rồi tới lô số 2 đây nha. Đây lô số 2, cây số 1 là cây khúc tấn, quá củ đẹp luôn, củ quái luôn, có nhiều rễ ngang trước. Củ này khoảng 40 mấy 50. Cây số 2, cây số 2 là hai giống luôn, hai bo cung điện và hai bo huyết dòng. Cái củ này khoảng 35 40. Rồi tới cây số 3 của lô số 2 là cây cây này cây gì trời, giống ngọc ngọc phê. Cây này cây ngọc phê, quá trời củ đẹp luôn, củ quá đẹp luôn. Rồi tới lô số 3, lô số 3 ba cây đây. Rồi cây số 1 là cây tiết nhiệt đế nha. Cái củ nó khoảng 40. Cây tiết nhiệt đế. Cây thứ hai là hai giống nha, giống thiên trang và giống vàng Kitty Lady. Ba lô củ này thì khoảng 30. Những hoành củ đó nha. Rồi cây thứ ba, cây thứ ba là cây ây đua hành. Đây củ là củ số 3 cũng đẹp ghê luôn. Củ này khoảng 40, hoành cỡ 40. Rồi tính lô số 4 nha. Đây lô số 4 đây. Lô số 4, cây thứ 1 là cây candy, củ cỡ 30, có 6 bò, 7 bò. Cái cây số 2 của lô số 4 là bò la voi có 6 bò. Cái củ hoành cỡ 40. Rồi cái cây số 3 là cây mắt biếc. Cây mắt biếc, hai cái mắt biếc, hai cái dân với 13, 4 bò. Cái củ nó cỡ 50 luôn. Hai tay ốp là không được, nó có cái đuôi ngộ. Rồi tới lô số 5. Đây lô số 5 đây. Lô số 5 cây thứ nhất là cây Minh Hoàng. Cây Minh Hoàng này có 4 bo đẹp ghê, hoành cỡ 40. Cây thứ hai là cây cây Yến Nhi Chính. Cây số 2 là cây Yến Nhi Chính nha. Hoành này cỡ 30, nụ tạng đẹp luôn, 2, 4, 6, 7 bò. Cây số 3 là dân quế 13. Dân quế 13 hoành có 40 mấy, 2 ôm tay không dắt. Rồi tới lô số 6. Lô số 6 này, lô số 6 cây số 1 là cây Tăng Thành. Tăng Thành bông đẹp lắm nha, củ cỡ 3 mấy 40. Cây thứ 2 là cây Mỹ Kiều. Đây bông Mỹ Kiều đây. Mỹ Kiều có 4 bò, củ Mỹ Kiều cỡ 35-40. Rồi cây thứ 3 là cây Phương Lam Vàng. Đây hoành cỡ 40. Rồi hoành củ cỡ 40. Rồi nha, mình đăng 6 lô nha. 1 lô 200, không bao ship nha. Phí ship người mua 1 triệu nha. Chào các cô chú mấy anh chị nha.